làm sự kiện cổ vũ AIC để nhận dương skin khiêu chiến AIC cho những bạn nào chưa biết. Đầu tiên các bạn bấm vào phần sự kiện cổ vũ AIC, tiếp theo các bạn phải chọn một nước để làm sự kiện mình thì chắc chắn chọn Việt Nam rồi. Khi các bạn đã chọn được nước mình yêu thích thì sẽ có giao diện như thế này. Các bạn phải nhấp vào màn hình để tích điểm. Các bạn bấm vào đây để coi phần thưởng nhé. Ở đây có hai mốc quà cá nhân và mốc quà vùng. Khi mốc quà cá nhân của bạn đạt được 1.000 sẽ nhận được 70 thẻ. Khi mốc quà vùng đạt được 4 tỷ sẽ nhận được dương skin AIC. Mình mong lần này sẽ không như sự kiện truyền lửa SEA Games lần trước.